Ta năng ô sa thăng ô ta măng và răng hi tăng đê và ma nu sa năng bu tha thể chê na sô thi na na sang tu pa đa va sa bê du kha vu pa sa măng tu tê sa ka tua tham ma ra ta năng ô sa thăng ô ta măng và răng pa ri ra hu pa sa ma năng tham ma thể chê na sô thi na na sang tu pa đa va sa bê pa ya vu pa sa măng tu tê Saka tua sang garata nang o sa thang u tamang varang a hu nei yang pa hu nei yang sang kha te che na so thi na na sang tu pa da va sa be ro ga vu pa sa mang tu te. Xin cho tất cả điều nguy khốn được tiêu tan, những khổ não của người đều yên lặng nhờ sự vinh quang và vẻ uy linh của Đức Phật, nhờ lòng tôn kính Phật bảo là nguồn lợi ích tối cao của chư thiên và nhân loại. Xin cho tất cả điều nguy khốn được tiêu tan, những lo sợ của người đều yên lặng nhờ sự vinh quang và vẻ uy linh của Đức Pháp, nhờ lòng tôn kính Pháp bảo như món linh dược quý cao là Pháp trấn tịnh điều phiền não. Xin cho tất cả điều nguy khốn được tiêu tan, những bệnh hoạn của người đều yên lặng nhờ sự vinh quang và vẻ uy linh của Đức Tăng, nhờ lòng tôn kính Tăng bảo như món linh dược quý cao đáng để cho người cúng dường và hoan nghênh tôn trọng. Siết ma thu siết thê ma thu siết thê ma thuy đăng pha lăng e ta smin ra ta na ta ya smin sam pa sa da na che ta so. Cầu xin cho quả của tâm tính thành Tam Bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú sa thú lành thay, dạ con xin được thay mặt cho đạo tràng để thỉnh pháp sư ạ. Con xin kính mời đạo tràng cùng con lắng tâm thanh tịnh để cùng nhau thỉnh pháp sư ạ. Ma tham ma đề sa na ya cha na ga tha Rama cha lo ka thi ba ti sa ham ba ti ka tan cha li an thi wa rang a ya cha tha san ti tha sa ta ba ra yak kha cha ti ka de se tu tham mang anu kham pi mang pa chang sa tham ma se ring wi na yan cha ka yang su tan cha ban thang a phi tham ma cham mang a ko ta yang to cha tu sat cha đàn đăng pap po tha nei ye sari sa parisa ya mat che. Dạ con xin kính thỉnh sư huy niệm có thể lên dạy cho chúng con buổi học ngày hôm nay ạ. Con xin kính thỉnh sư. Dạ con xin xuống mic ạ. Thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, thân chào quý vị Phật tử trong lớp học ngày hôm nay. Trước hết quý vị có thể cho bên đây sư được biết rằng bên đó quý vị có nghe rõ hay không, bởi vì hôm nay sư không có xài cái mic thì kéo cái máy lại gần. Theo như những lần trước để ý thì khi mà không có xài cái mic thì lại được cho biết rằng bên quý vị lại nghe rõ hơn. Dạ rồi, ok, xin cảm ơn quý vị. Rồi hôm nay chúng ta sẽ chính thức đi vào một trong tuần tự của những phần tập kinh Milinda Penha. Như lần trước, ngày hôm qua chúng ta đã được biết rằng tập kinh Milinda Penha này được chia 6 phần, gồm có thứ nhất là phần liên sự liên hệ trong quá khứ, phần thứ hai là về câu hỏi sơ khởi của Đức Vua, phần thứ ba là những câu hỏi về hành tướng, những câu hỏi về tướng trạng, và phần thứ tư là những câu hỏi đối chọi với nhau, có nghĩa là nó không có, nó dường như có vẻ như là đối nghịch với nhau vậy đó. Cho nên Đức Vua thắc mắc, cho nên ở đây gọi là những câu hỏi có cái ý nghĩa là đối chọi. Rồi, phần thứ năm là những câu hỏi mang cái ý nghĩa về sự suy luận, và cuối cùng là những câu hỏi có tính chất lấy những cái ví dụ. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên, đó là sự liên hệ trong quá khứ. Trước khi bắt đầu, quý vị cùng bí sư chúng ta
làm lễ hướng tâm để mà tưởng nhớ đến ân đức của Tam Bảo, rồi mình sẽ đi vào buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh đẳng giác. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ ân đức của Pháp Bảo có công năng thượng đưa đến sự lợi ích cho những ai có niềm tin và thực hành theo. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ ân đức Tăng, những bậc đã được truyền thừa và thực hành theo giáo Pháp. Các ngài đã đắc được quả thánh hoặc còn phàm, là mô phạm của chúng sanh, là phước điền của chư thiên và loài người. Chúng con làm lễ ba ngôi cao quý. Thưa quý vị, thật ra sư có ý muốn cho lớp học chúng ta sinh hoạt dựa theo cái cách thức của sư phụ Tuệ Siêu và thượng tọa Giác Đẳng ở bên Rum Buddhadhamma, bởi vì tôi nghĩ rằng cái cách thức sinh hoạt trong một cái buổi học như vậy nó rất là tốt đẹp và đầy đủ những cái ý nghĩa toàn hảo đầu giữa và cuối. Thứ nhất là mình nên đọc trực tiếp vào trong phần chánh văn, bởi vì đây là cái gốc chúng ta nên gìn giữ. Đó là cái lý do thứ nhất. Cái lý do thứ hai là sau khi chúng ta đã thông qua phần chánh văn rồi thì lúc bây giờ việc tiếp theo là chúng ta sẽ đi đến cái phần ý nghĩa rộng rãi của bài kinh. Và một ít thời gian còn lại dành cho những cái vấn đề chưa có được rõ ràng, chúng ta có thể đặt lên những cái lời thắc mắc và tùy theo cái khả năng ở trong hội chúng, nhất là vị giảng sư sẽ giải tỏa cho quý vị. Hôm nay sư sẽ làm trước một buổi và từ đầu tới cuối. Nghĩ rằng nếu như mà ở trong cái buổi học sau lớp học chúng ta, nếu như ai có cái sự chuẩn bị được, muốn đóng góp cũng như tạo cái công đức cho chính bản thân mình, thì quý vị có thể cùng với sư, quý vị một trong số các vị có thể đảm nhận thay phiên nhau cũng được, đảm nhận cái phần chánh văn. Điều này đòi hỏi quý vị phải có tài liệu, tài liệu trước mặt. Và sư sẽ phân đoạn, sư sẽ phân đoạn bữa nào chúng ta học tới đâu là nó vừa phải lẽ, không quá dư thừa và cũng không có bị cắt ngang cái ý nghĩa, thì sư sẽ nói. Sau đó các vị sẽ đọc phần chánh văn rồi sư sẽ giảng. Cái ý định của sư là như vậy. Tuy nhiên bây giờ thì trong những cái thời gian đầu tiên thì có thể là sư sẽ làm trước, rồi chúng ta từ từ chúng ta cố gắng thử xem sinh hoạt theo cách thức như vậy có được hay không. Sau đó thì mình sẽ điều chỉnh tiếp. Ở đây thưa quý vị, phần này được gọi là Bubba Yoga và Bubba Yoga, có nghĩa là sự liên hệ trong quá khứ. Nghe nói ở trong thời quá khứ, khi mà giáo pháp của Đức Thế Tôn Kassapa đang vận hành, thì có hội chúng tỳ khưu đông đảo cư ngụ tại một trú xứ cạnh dòng sông. Tại nơi đó thì các vị tỳ khưu được thành tựu về phận sự, về giới hạnh. Và sau khi đã thức dậy vào buổi sáng thì các vị đã làm những phận sự, cầm lấy chổi cán dài để mà suy tưởng về, trong lúc suy tưởng về ân đức Phật, các vị đã quét sân và gom rác lại thành đống. Khi ấy có một vị tỳ khưu đã nói với một vị sa di như thế này: "Này sa di, hãy đến, hãy đổ rác này." Thế rồi vị ấy bước đi như là không có nghe thấy điều gì. Trong khi được gọi đến lần thứ nhì và lần thứ ba thì vị sa di đó vẫn bước đi y như là không có nghe.
Do đó vị tỳ khưu đó suy nghĩ rằng vị tỳ sa di này thật là khó dạy, rồi có sự nổi giận và đã ban cho vị ấy một cái cú đánh bằng cán chổi. Do bởi điều này thì vị sa di đó đã khóc lóc và sợ hãi, vừa đổ rác và vừa khóc than. Cho nên vị ấy đã lập nên lời phát nguyện thứ nhất rằng do nghiệp phước thiện của việc đổ rác này, cho đến khi tôi đạt được niết bàn, trong khoảng thời gian ấy, tại mỗi nơi lần lượt được sanh ra, mong rằng tôi có đại quyền lực, có đại oai lực như là mặt trời lúc giữa ban trưa. Sau khi đã đổ rác xong thì vị ấy đã đi đến dòng sông để mà tắm, và nhìn thấy những làn sóng dòng sông đang rì rào. Thế rồi vị ấy đã lập lên một cái lời phát nguyện thứ nhì: do nghiệp phước thiện của việc đổ bỏ rác này, cho đến khi tôi đạt được niết bàn, trong khoảng thời gian ấy, tại mỗi nơi được lần lượt sanh ra, mong rằng tôi có tài ứng đối, được sanh lên đúng trường hợp, có tài ứng đối không bị ngập ngừng như là làn sóng này vậy. Vị tỳ khưu đó sau khi đã cất cây chổi để ở phòng và cũng đang đi đến dòng sông, nghe thấy những lời phát nguyện của vị sa di này, thì vị đó đã suy nghĩ rằng cũng do bởi bị tác động bởi ta, cho nên người này đã phát nguyện, có phải là sẽ không ảnh hưởng đến ta chăng? Cho nên chính vì thế mà vị tỳ khưu đó cũng lập nên một cái lời phát nguyện. Vị ấy phát nguyện rằng cho đến khi tôi đạt được niết bàn, trong khoảng thời gian ấy, tại mỗi nơi lần lượt được sanh ra, mong rằng tôi cũng có tài ứng đối không bị ngập ngừng như là làn sóng ở sông này vậy. Mong rằng tôi có khả năng để gỡ rối, để tháo gỡ mọi ứng đối về câu hỏi, hỏi đi và hỏi lại bởi chính con người này. Và cả hai người đó trong khi luân chuyển trong vòng luân hồi giữa cảnh giới chư thiên và loài người, đã trải qua một thời gian giữa hai vị Phật. Và vị trưởng lão Moggali Puttatissa đã được Đức Phật của chúng ta nhìn thấy như thế nào, thì hai người này cũng đã được nhìn thấy y như thế đó. Khi 500 năm đã trôi qua kể từ khi sự viên tịch niết bàn của ta, những người này sẽ tái sanh và đã được xác định rằng pháp và luật nào đã được thực hiện một cách vi tế, đã được thuyết giảng bởi ta, hai người này sẽ làm cho pháp và luật tháo gỡ rõ ràng bằng phương thức hỏi và đáp và sự đúng đắn về ví dụ so sánh, rồi sẽ hệ thống lại. Trong hai vị ấy, vị sa di sau này đã trở thành đức vua tên là Milinda ở thành Sagala thuộc xứ Champudipa, tức là Ấn Độ, là người sáng trí, có nhiều kinh nghiệm, thông minh, có năng lực trong thời quá khứ, hiện tại và vị lai, là người hành động, có sự suy xét trong lúc thực hiện mọi công việc rèn luyện và phô diễn. Vị này có nhiều học thuật đã được học, như là sự hiểu biết do lắng nghe sách dạy về âm thanh, tính toán, ứng dụng học thuật về hướng dẫn và phân biệt thiên văn, âm nhạc, y khoa, vệ đà, cổ thư, sử học, chiêm tinh, học thuật, ảo thuật, vân vân. Đức vua vốn là một vị tranh luận khó có thể có ai sánh bằng, khó khuất phục, được xem là hàng đầu trong các số đông các vị giáo chủ. Trong toàn cõi xứ Champudipa, lúc bấy giờ không có ai sánh bằng đức vua về sức mạnh, sự nhanh nhẹn, dũng cảm, trí tuệ. Và đức vua cũng là người giàu sang, có nhiều tài sản, của cải, vô số binh chủng và lực lượng. Và một ngày nọ, đức vua Milinda đã rời khỏi thành với ước muốn xem xét nơi đóng quân, và vô số gồm binh chủng, binh lực, xe cộ. Sau khi đã kiểm điểm quân đội ở ngoài thành, thì đức vua ấy vốn là người mở đầu câu chuyện hứng thú, khơi mào cho cuộc đàm thoại với các triết gia và các nhà ngụy biện, đã nhìn mặt trời rồi nói với các quan đại thần rằng: ngày hãy còn dài, chúng ta sẽ làm gì
Nếu đi vào thành ngay bây giờ, có vị Sa môn Bà La môn nào là người sáng trí, có hội chúng, có đồ chúng, là Sa môn hoặc Bà La môn, là có đồ chúng, là giáo thọ sư của tập thể, tự xưng là bậc A La Hán chánh đẳng giác, có khả năng để trò chuyện với chẩm để giải tỏa những điều nghi hoặc hay không? Khi được nói như vậy thì 500 người sứ Vô Đắc Cá đã nói với Đức Vua như sau: Tâu Đại Vương, có 6 vị giáo chủ, đó là Purana Kassapa, Makkhali Gosala, Nigantha Nataputta, Sanjaya Bethaliputta, Achita Kesakampali, Kakutha Sakchayana. Các vị ấy có hội chúng, có đồ chúng, là giáo thọ sư của tập thể, được biết đến, có danh vọng, là các giáo chủ, được nhiều người đánh giá rất là cao. Tâu Đại Vương, xin Ngài hãy đi đến và hãy hỏi họ những câu hỏi để giải tỏa những điều nghi hoặc. Thứ tư, khi đã được tháp tùng bởi 500 những người sứ Vô Nát Cát, Đức Vua Milinda đã bước lên cổ xe ngựa cao quý, loại phương tiện di chuyển tuyệt hảo, đi đến gặp Purana Kassapa. Sau khi đến đã tỏ vẻ thân thiện với Purana Kassapa, trao đổi và xã giao thân thiện, ngồi xuống một bên. Đức Vua đã nói với Purana Kassapa điều này: Thưa Thầy Kassapa, ai bảo hộ thế gian? Vị ấy đáp lại như sau: Tâu Đại Vương, trái đất bảo hộ thế gian. Thưa Thầy Kassapa, nếu trái đất bảo hộ thế gian, thế vì sao chúng sanh đi đến địa ngục vô gián, lại đi ngang qua trái đất trước rồi mới đi đến địa ngục vô gián? Được nói như vậy thì Purana không những đã không thể nuốt trôi nổi và cũng không thể ói ra được, chỉ ngồi ủ rũ, im lặng và trầm ngâm. Sau đó Đức Vua đã nói với Makkhali Gosala điều này: Thưa Thầy Gosala, có các thiện nghiệp và bất thiện nghiệp không? Có quả thành tựu của các nghiệp đã được làm tốt và đã được làm xấu hay không? Vị giáo chủ Makkhali Gosala nói như sau: Tâu Đại Vương, không có các thiện nghiệp và bất thiện, không có quả thành tựu của các nghiệp đã làm tốt hoặc đã làm xấu. Tâu Đại Vương, những người nào ở đời này ở dòng sát đế lị, những người ấy đi đến đời sau cũng sẽ vẫn là dòng sát đế lị. Những người nào thuộc dòng dõi Bà La Môn, thương buôn, nông phu, hạt tiền, hốt rác, những người ấy đi đến đời sau cũng sẽ là như vậy. Thưa Thầy Gosala, nếu những người ở đời này là dòng sát đế lị, Bà La Môn, thương buôn, nông phu, hạt tiền, hốt rác, là những người đi đến đời sau cũng sẽ vẫn như vậy. Thưa Thầy Gosala, như thế thì những người nào ở đời này vốn đã bị chặt tay thì đến đời sau cũng sẽ bị chặt tay. Những người nào bị chặt chân thì sẽ bị chặt chân. Những người nào bị xẻo tai thì cũng sẽ bị xẻo tai, phải không? Được nói như vậy thì giáo chủ Gosala vẫn cũng đã im lặng. Khi ấy Đức Vua Milinda đã khởi ý: Sứ Champudipa này thật quả là trống trơn, sứ Champudipa này quả thật vô nghĩa, không có một vị sa môn Bà La Môn nào có khả năng để trò chuyện với chẩm để giải tỏa những nghi hoặc. Thế rồi Đức Vua đã nói với các vị quan đại thần: Đêm trăng quả thật đáng yêu, phải chăng hôm nay chúng ta đi đến gặp một sa môn hay Bà La Môn nào để hỏi những câu hỏi, vì nào có khả năng để chuyện trò với chẩm để giải tỏa những nghi hoặc? Được nói như vậy thì các vị quan đại thần đã im lặng và đứng yên, ngước nhìn khuôn mặt của Đức Vua. Vào lúc bấy giờ thì thành Sagala đã vắng bóng các vị sa môn Bà La Môn gia chủ sáng trí trong 12 năm. Được nghe tin rằng các vị sa môn Bà La Môn gia chủ sáng trí trú ngụ ở nơi nào, Đức Vua đi đến nơi ấy hỏi các vị ấy những câu hỏi không có khả năng để làm hài lòng, thỏa mãn Đức Vua với những câu trả lời và cho câu hỏi. Tất cả những vị ấy đã ra đi nơi này hoặc là nơi khác.
Những người nào không ra đi đến phương trời khác, tất cả họ ở lại cũng đều phải giữ thái độ im lặng. Còn các vị tỳ khu phần đông thì đi đến dãy núi Hy Mã Lạp Sơn. Vào lúc bấy giờ có 100 cô tí. Vị A-la-hán đang trú ngụ tại cao nguyên Rakhita, núi Hy Mã Lạp Sơn. Lúc đó thì Ngài Đại Đức Asagutta với Thiên Nhĩ Giới đã nghe được lời nói của Đức Vua Milinda và đã cho triệu tập hội chúng tỳ khưu lại tại đỉnh núi Yuganthara, hỏi các vị tỳ khưu rằng: Này các sư đệ, có vị tỳ khưu nào có đủ năng lực để chuyện trò với Đức Vua Milinda để giải tỏa những nghi hoặc hay không? Được nói như vậy thì 100 cô tí vị A-la-hán đã im lặng. Các vị đã im lặng khi được hỏi đến lần thứ nhì và kể cả lần thứ ba. Lúc đó Đại Đức Asagutta đã nói với hội chúng tỳ khưu điều này: Này các sư đệ, ở cõi trời Đao Lợi, về phía đông của lâu đài Vechajantá, có cung điện tên là Etupati. Nơi ấy có vị thiên tử tên là Mahasena cư ngụ. Vị ấy có đủ năng lực để chuyện trò với Đức Vua để giải tỏa những nghi hoặc. Khi đó, 100 cô tí vị A-la-hán đã biến mất tại núi Yuganthara và hiện ra ngay tại cõi trời Đao Lợi. Lúc bấy giờ, Đức Thiên Chủ Sắc Cá đã nhìn thấy các vị tỳ khưu đã đi đến từ xa. Sau khi nhìn thấy, đã gặp Đại Đức Asagutta. Sau khi đi đến đã đảnh lễ Đại Đức Asagutta rồi đứng sang một bên. Khi đã đứng sang một bên, Đấng Thiên Chủ Sắc Cá đã nói với Đại Đức Asagutta điều này: Kính bạch Ngài, đại chúng tỳ khu đã ngự đến, tôi là người của tu viện của hội chúng, có nhu cầu về điều gì, có việc gì cần phải làm? Khi ấy Đại Đức Asagutta đã nói với Thiên Chủ Sắc Cá như thế này: Tâu Đại Vương, vị vua tên Milinda tại thành Sagala, xứ Champudipa, là nhà tranh luận khó ai sánh bằng, khó khuất phục, được xem là hàng đầu trong số đông các vị giáo chủ. Ông ta đã đi đến gặp các vị tỳ khưu và đặt những câu hỏi học thuyết về tà chủ. Ông ta đi đến gặp hội chúng tỳ khưu như vậy và đã khiến gây khó khăn cho hội chúng tỳ khưu. Khi đó Thiên Chủ Sắc Cá đã nói với Đại Đức Asagutta điều này: Kính bạch Ngài, vị vua Milinda này đã chết đi từ nơi này rồi tái sanh vào loài người. Bạch Ngài, có một vị thiên tử tên là Mahasena cư ngụ ở cung điện Ketumati. Vị ấy có năng lực để trò chuyện với Đức Vua Milinda để giải tỏa những điều nghi hoặc. Chúng ta sẽ thỉnh cầu vị thiên tử ấy về việc tái sanh vào thế giới loài người. Lúc bấy giờ, Thiên Chủ Sắc Cá đã dẫn đầu hội chúng tỳ khưu đi vào cung điện Ketumati, ôm chầm lấy vị thiên tử Mahasena và nói điều này: Này thiên tử, hội chúng tỳ khưu thỉnh cầu thiên tử về việc tái sanh vào thế giới loài người. Lúc đó vị thiên tử đã đáp rằng: Bạch Ngài, tôi không có mục đích gì ở thế giới loài người. Thế giới loài người là căng thẳng bởi nhiều công việc. Bạch Ngài, tôi sẽ là người lần lượt thành tựu được các quả vị và niết bàn ngay tại thiên giới. Trong khi Thiên Chủ Sắc Cá đã thỉnh cầu đến lần thứ nhì, lần thứ ba, thiên tử Mahasena cũng đã nói y như vậy. Lúc đó, Đại Đức Asagutta đã nói với vị thiên tử Mahasena như sau: Thưa thiên tử, trong lúc xem xét thế gian này, gồm cả thế giới chư thiên, chúng tôi nhận thấy không có một ai trừ Ngài có khả năng để đập đổ những luận thuyết của Đức Vua Milinda. Để nâng đỡ giáo pháp, thưa thiên tử, hội chúng tỳ khưu thỉnh cầu Ngài, lành thay bậc thiện nhân, xin Ngài hãy hạ sanh vào thế giới loài người, xin Ngài hãy nâng đỡ và ban bố giáo pháp của Đấng Thập Lực. Được nói như vậy, thiên tử Mahasena nghe nói được biết rằng ta sẽ có khả năng để đập đổ luận thuyết của Đức Vua Milinda và để nâng đỡ giáo pháp, cho nên vị ấy đã trở nên mừng rỡ, phấn chấn, phấn khởi và bày tỏ sự chấp thuận. Bạch Đại Đức, thật tốt đẹp thay, tôi sẽ tái sanh vào thế giới loài người.
Đoạn số 11. Sau đó khi đã hoàn thành những công việc cần phải làm ở chư thiên giới, các vị tỳ khu đã biến mất tại cảnh giới của cõi trời Đau Lợi và hiện ra ở cao nguyên Rắc Khí Tá, núi Hy Mã Lạp Sơn. Khi đó, đại đức Asaguta đã nói với hội chúng tỳ khu điều này: Này các sư đệ, trong hội chúng tỳ khu có vị tỳ khu nào đã không đi đến cuộc họp hay không? Được nói như vậy, có vị tỳ khu nọ đã với đại đức Asaguta như thế này: Kính bạch ngài, có đại đức Rohana cách đây 7 ngày đã đi vào núi Hy Mã Lạp nhập thiền diệt. Xin ngài hãy phái sứ giả đến gặp vị ấy. Đúng vào giây phút ấy, đại đức Rohana cũng vừa xuất khỏi thiền diệt và biệt, và vị ấy nhận biết rằng hội chúng tỳ khu đang chờ đợi ta, nên đã biến mất tại núi Hy Mã Lạp Sơn và hiện ra ở cao nguyên Rắc Khí Tá. Phía trước 100 cô tí vị A-la-hán. Khi đó, đại đức Asakuta đã nói với đại đức Rohana điều này: Này sư đệ, trong khi lời dạy của Đức Phật đang bị suy tàn, không lẽ đệ không nhận thấy việc cần phải làm đối với hội chúng? Kính bạch ngài, tôi đã thừa nhận có thiếu sự quan tâm. Này sư đệ Rohana, chính điều này đệ hãy chấp nhận và thực hiện hình phạt. Bạch ngài, tôi phải làm gì? Này sư đệ Rohana, ở sườn núi Mã Lạp có ngôi làng Bà La Môn tên là Cách Chanh Gala. Người Bà La Môn tên là Sonuttara cư ngụ ở đó. Người con trai của ông sẽ được sanh ra. Đứa bé trai sẽ có tên là Nagasena. Này sư đệ Rohana, chính vì điều đó, đệ hãy đi vào làng khất thực ở gia đình ấy trong thời gian 7 năm 10 tháng. Sau khi đi vào làng khất thực, đệ hãy tiếp bộ độ đứa bé trai Nagasena rồi cho xuất gia. Và khi đứa bé trai đã xuất gia thì đệ sẽ được thoát khỏi hình phạt. Vị ấy đã nói như vậy. Hôm nay chúng ta chỉ học đến đây thôi. Tức là từ đoạn số 1 cho đến đoạn số 11. Sư thấy rằng đọc cái phần chánh văn cũng rất là hay thưa quý vị, làm cho chúng ta hiểu hơn cái bối cảnh của chư tăng thời bây giờ, và nó có một số những tình huống rất là chi tiết, làm cho chúng ta có cái sự hoan hỷ. Rồi bây giờ thì tới đây sư sẽ làm rõ một vài những vấn đề cần thiết ở trong cái phần duyên sự, phần đầu tiên dẫn nhập này. Thứ nhất, sư thấy rằng vấn đề phát nguyện khi mà chúng ta làm phước, thưa quý vị, trong cái việc mà phát tâm để mà phát nguyện một vấn đề gì đó dựa trên cơ sở của một thiện nghiệp của mình làm, điều đó nó rất là quan trọng. Tuy nhiên chúng ta phải có cái sự hiểu biết thêm như thế này: cái lời ước nguyện vốn nó được dựa trên thiện pháp đó, nó là nền tảng, nó là nền tảng. Nhưng mà trong trong cái đời sống mà trải qua luân hồi, chúng ta cũng phải thực hành. Chẳng hạn như bây giờ mình phát nguyện là mình là người có trí, mình là người có trí, có thể giác ngộ và lắng nghe, hiểu biết được chánh pháp, những điều nào hợp pháp hay không hợp pháp một cách rõ ràng ở trong tương lai chẳng hạn. Nếu mà mình chỉ có phát nguyện không thôi mà mình được thì cái đó nó quá dễ dàng rồi thưa quý vị. Điều đó nó quá dễ dàng rồi. Có một điều mình cần phải nên hiểu rõ hơn: mình phát nguyện đó là một cái phương hướng để mà nó tạo những cái nền tảng nhân duyên cho mình, nó thuận lợi cho cái việc luyện tập về trí tuệ của mình ở trong tương lai. Chẳng hạn như mình không có sanh ra, mình không có bị phải là người thiểu căn, mình không có phải là bị thành người ngớ ngẩn chẳng hạn, mình là người có đầy đủ, chẳng hạn như não của mình IQ cao,
không có bị những cái chứng bệnh về thần kinh chẳng hạn, vân vân. Thì như vậy cái việc mà cộng thêm những cái nhân duyên nó đưa đẩy cho mình gặp những bậc hiền trí, những bậc mà thuyết giảng về chánh pháp một cách dễ dàng, điều đó nó thuận lợi cho mình huân tập về trí tuệ rất là nhiều. Cho nên đây là việc mà chúng ta cũng cần phải hiểu. Khi mình làm phước, mình nguyện, mình phát nguyện một pháp nào đó, mình phát nguyện một pháp nào đó, thì chính cái năng lực của lời phát nguyện đó dựa trên thiện pháp, nó sẽ đưa mình đến một cái tình trạng rất là dễ dàng để mà thành tựu những pháp đó. Bằng chứng là chúng ta nên xem xét một việc rằng nếu như mà mình làm phước mà mình nguyện giải thoát á, mà không cần phải dấn thân bổ túc ba la mật đó, thì cái chuyện đó nó quá đơn giản rồi. Điều này nó rất là rõ ràng. Nguyện giải thoát nó chỉ là một cái tiền đề thôi. Tức là nó tạo cho mình những cái điều kiện rất là thuận cho cái việc tu tập những pháp đạt được sự giải thoát. Đây là chuyện thứ nhất mà chúng ta cần phải hiểu rõ hơn. Chứ thông thường á, mình không có hiểu biết chuẩn mực á, mình cũng hay bị ỷ lại. Ỷ lại, tức là mình nguyện xong rồi mình thấy là vậy là xong rồi đó, thì xong rồi mình không cần phải làm gì thêm nữa. Không phải đâu, không phải đâu. Nguyện nó chẳng qua nó chỉ là một cái cơ sở tiên khởi để mà xác định cái phương hướng. Và do cái năng lực của thiện pháp và lời chú nguyện đó, nó sẽ tạo những cái sự vận hành thuận lợi cho bản thân mình, để việc rèn luyện của mình nó được dễ dàng hơn. Đó là vấn đề thứ nhất chúng ta cần phải hiểu. Vấn đề thứ hai đúng thật, trong này nó có nhiều chuyện lắm, nhưng mà cái thời gian của mình quả thật rất eo hẹp, bởi vì nếu như trong một tiếng đồng hồ mình phải làm nhiêu đây công việc thì đúng là nó hơi không có vừa vặn. Sư nói đến việc thứ hai cũng rất là hay. Trong trường hợp của ngài đại đức Rohana nhập thiền diệt, nhập thiền diệt, thì sư nói về điều này một chút. Việc an trú vào trong thiền, thưa quý vị, đó là một cái thành quả của một sự tu tập. Nói một cái theo một cách đơn giản khác, nó có ba cách, nó có ba cách để mà nhập dựa theo cái sự thành tựu. Thứ nhất là trường hợp những người chỉ chứng đạt được thiền chỉ với đề mục hữu sắc và vô sắc, thì vị đó nhập thiền định sắc giới hoặc vô sắc giới tương ứng với cái sự thành tựu của bản thân. Một loại thiền thứ hai đó là an trú vào trong quả vị giải thoát. Quả vị giải thoát, đối với hai loại năng lực để mà an trú này, một cái còn thuộc về lĩnh vực luân hồi và phàm phu vẫn có thể thành tựu được, đó chính là thiền lấy đề mục là hữu sắc hoặc là vô sắc để đối tượng. Nhưng mà loại thiền thứ hai đó là thiền quả đó, thưa quý vị, nhập thiền quả, thì điều này chỉ xảy ra đối với bậc thánh nhân, đối với bậc thánh nhân mà thôi. Và vị ấy nhập tùy theo cái tầm tương xứng quả vị mà mình thành tựu. Đó là hai loại. Có một loại nhập, khả năng nhập thiền thứ ba nữa, được gọi là diệt thọ tưởng định. Diệt thọ tưởng định, thì loại thiền tập này, thưa quý vị, đây là một sự kết tinh giữa việc luyện tập, giữa việc thành tựu về thiền chỉ sắc giới hữu sắc và việc thành tựu về đạo quả giải thoát. Cho nên chính vì vậy mà cái yếu tố điều kiện của một người có khả năng nhập được thiền diệt nó rất là khó, không phải ai cũng có thể thành tựu được.
Có những vị thánh đó, thưa quý vị, không có khả năng an trú vào trong cái loại thiền diệt thọ tưởng định, tức là hay nói một cách khác, chúng ta thường hay nghe các vị giảng sư đề cập đó là loại thiền này khi an trú tâm không có sanh. Bình thường mình là một con người bình thường á, lúc nào cũng có cái dòng trôi chảy của danh pháp và sắc pháp, nó không bao giờ mà nó gián đoạn đó, thưa quý vị. Nhưng mà cái loại khả năng của cái loại thiền này có năng lực có thể chấm dứt được sự sanh lên của tâm thức kinh khủng như vậy đó, thưa quý vị. Năng lực có thể làm được điều đó thì điều kiện của một người mà có thể an trú được trong cái loại thiền này phải y cứ trên hai phương diện. Vì đó phải là vị thực sự đạt được năng lực mạnh mẽ của thiền chỉ, hay còn gọi là chỉ lực, chỉ lực. Và thứ hai, vì đó thành tựu được cái năng lực xin lỗi quý vị, cái yếu tố thứ nhất đó là vị này phải thành tựu về chỉ lực và quán lực. Chỉ lực về quán lực, hai cái này gom chung vào. Lát nữa sư sẽ trình bày như thế nào là trường hợp được gọi là xem như là có năng lực của thiền chỉ và có năng lực của thiền quán. Và thứ hai là chỉ trường hợp hai đạo quả cao mới có thể đủ cái năng lực để mà an trú vào trong loại thiền này. Điều này nói như thế có nghĩa là vì hai bậc thánh đạo và thánh quả thấp á, là không có làm được chuyện này. Chỉ có một vị A-na-hàm hoặc là một vị A-la-hán mới có khả năng an trú vào trong cái loại thiền diệt thọ tưởng định này mà thôi. Rồi, sư nói thêm một chút về như thế nào gọi là chỉ lực và quán lực. Thông thường đó, thưa quý vị, trên cái việc dựa trên cái việc tu tập á, nó cũng có cấp bậc mạnh mẽ của pháp đó theo cái năng lực luyện tập của mỗi người. Điều này ở trong đời thường chúng ta cũng có thể hiểu được dựa trên một vài những cái ngành nghề khác. Chẳng hạn như cùng là hàng lối giáo viên với nhau, nhưng mà cái năng lực, cái khả năng về sư phạm của mỗi người khác nhau hoàn toàn. Và cái hiệu quả công việc, sự thuần thục, sự bén nhạy của vị đó trong lĩnh vực về sư phạm nó khác nhau. Trong một vài những lĩnh vực khác cũng vậy, quản trị kinh doanh cũng thế. Cho nên chính vì thế mà đối với việc tu tập thiền chỉ cũng như thế. Có những vị cũng an trú được trong thiền chỉ, nhưng mà cái năng lực của thiền chỉ nó có thể là nó không được thuần thục, nó không được thiện xảo bằng vị khác. Y cứ vào một số những cái tiêu chí như sau. Có thể là vị đó không có thành thạo về năm pháp quá si, pháp thuần thục. Có thể là vị đó chưa có thuần thục về việc rành rẽ các đề mục của nghiệp xứ. Bởi vì có một số những vị chỉ có an trú được vài đề mục nghiệp xứ thôi. Nhưng có những trường hợp, những vị có thể thông thạo và rành rẽ về cả 40 nghiệp xứ tu tập. Đây là một cái việc khác biệt trong việc để mà xác định được cái năng lực của thiền chỉ. Cho nên gọi là chỉ lực là như vậy. Chỉ lực, năng lực của thiền chỉ của vị đó phải mạnh, phải già dặn và thiện xảo cũng như thuần thục. Tương tự như vậy đối với năng lực của thiền quán cũng vậy, thưa quý vị. Đồng ý là đối với các bậc thánh ai cũng có đạt được cái mức tâm giải thoát như nhau. Nhưng mà xét về đó là trên cái phương diện phổ thông thôi. Còn về lĩnh vực chi tiết á, thì có những vị chỉ quán danh sắc một cách đơn thuần. Có những trường hợp những vị chỉ có quán thân là thói quen của mình là chủ yếu chẳng hạn. Tương tự vân vân và vân vân trong những trường hợp khác. Nhưng mà có những vị á, rất là thiện xảo trong lĩnh vực quán minh sát. Vì đó có thể đạt được đến cái sự an trú của sự giải thoát bằng bất kỳ đề mục nào
thuộc về lãnh vực của thiền quán. À, kể cả thân thọ tâm pháp, hoặc là danh pháp, sắc pháp, hoặc là 12 xứ, 18 giới, vân vân. Nói chung tất cả những lãnh vực gì thuộc về hữu vi pháp, để làm nền tảng đạt đến sự an trú của sự giải thoát, vị này đều có thể bắt nguồn khởi đầu từ nghiệp xứ đó được hết. À, và thậm chí có sự làm khởi lên một cách mau lẹ, không có chậm chạp và ngập ngừng. À, không có chậm chạp và ngập ngừng. Đó là những cái chi tiết cái thứ khác nhau ở chỗ đó. Vì vậy chúng ta nên hiểu như thế nào được gọi là cái yếu tố đầu tiên, người đó phải thành tựu về chỉ lực và quán lực. Chỉ lực và quán lực. Rồi, còn vấn đề thứ hai thì chúng ta hiểu rồi, là chỉ hai vị thánh là bậc A-la-hàm hoặc là vị A-la-hán mà khả năng an trú được. Vì hai bậc thánh thấp đó thưa quý vị, vẫn còn dư sót một cái loại kiết sử, đó là tham dục và sân. À, và những cái mức tâm linh mà vẫn còn chứa đựng những loại phiền não thô hoặc là kiết sử thô thì không có thể nào đủ sức mạnh để mà thực hiện được cái loại thiền tập này. Cho nên hai cái tầng đạo quả cao, cái mức độ tinh lương của nội tâm nó cao, nó mới có khả năng đưa đến đủ năng lực để mà đạt đến cái sự an trú diệt thọ tưởng định. Rồi, đó là những gì mà sư biết, sư chia sẻ thêm cho quý vị. Vấn đề thứ hai nữa, chúng ta đừng có lấy làm ngạc nhiên bởi vì cái lỗi lầm mà do vị trưởng lão Asambutta đã trách ngài Rohana về việc chỉ vì ngài nhập thiền thôi, không có cùng với hội chúng triệu tập trong một cái sự kiện như vậy mà cũng phải bị trách phạt. Thì điều này nó xuất khởi từ cái nguyên nhân như thế này nè thưa quý vị. Đối với một vị thánh là bậc tam hay tứ quả, trước khi muốn nhập thiền diệt thì cần phải làm bốn cái phận sự trước tiên. Phận sự thứ nhất là vị đó phải làm là Nana Bhattha Aviko Pada, tức là vị đó phải chú nguyện cho những cái Parikhara, tức là những vật dụng phụ tùng của mình trong cái đời sống sa môn của mình mà mình mang theo đó, hoặc là ngoại thân của mình, không vì một lý do nào mà bị hư hoại. Đây là việc cần làm thứ nhất. Việc cần làm thứ hai là Sankha Pati Manana, tức là vị đó phải, trước khi tiến hành đi vào trong cái lãnh vực tâm không có sanh, thì vị đó phải chú nguyện rằng sẽ tự xuất khỏi thiền diệt khi chư tăng muốn triệu tập. À, khi chư tăng muốn triệu tập. À, vấn đề việc cần làm thứ ba đó là sát thú bắt khô xả nát, tức là chú nguyện dứt tự xuất khỏi thiền diệt khi mà bậc đạo sư muốn gặp mặt, và cuối cùng là ách tha nát pariche đã quán xét thọ mạng của chính bản thân mình, xem có còn sống được tối thiểu được 7 ngày hay không. Nếu như mà thấy rằng tuổi thọ của mình sống không thể đến một tuần lễ nữa thì lúc đó vị, đối với trường hợp vị thánh bất lai thì vị đó sẽ không nhập thiền diệt để dành thời gian cho việc tu tập tiến bậc đến đạo quả A-la-hán. A-la-hán. Hoặc là đối với trường hợp của vị A-la-hán thì vị ấy sẽ chú nguyện xuất khỏi thiền diệt không tâm trước ngày viên tịch để có những đôi lời cuối cùng trước khi hoàn toàn viên tịch niết bàn. Đây là bốn việc mà một vị trước khi đi vào trong cái cảnh giới của tâm không sanh mà các vị ấy phải làm trước.
Thì trong bốn sự việc này đó, thưa quý vị, chúng ta thấy rằng nó có một cái vấn đề là chú nguyện tự xuất khỏi thiền diệt khi chư tăng muốn triệu tập. Việc này sở dĩ rằng có những công việc của hội chúng nó có sự quyết định đến sự thịnh suy của giáo pháp, sự thịnh suy của hội chúng, cho nên lúc đó rất cần sự có mặt đầy đủ của chư tăng, rất cần sự có mặt đầy đủ của chư tăng. Vì vậy mà trong trường hợp là ngài Rô Hà Ná đã bị quở trách là vì lý do như vậy đó, thưa quý vị, là vì lý do như vậy. Rồi, như vậy quý vị đã hiểu rồi đúng không? Thật ra nó không phải là một cái lỗi lầm gì thuộc về cái tính cách sai phạm, sai quấy. Nó chẳng qua nó chỉ là một cái điều sơ xuất, cái điều sơ xuất của vị ấy thôi. Chúng ta phải hiểu như vậy. Thế rồi ở cái đoạn cuối của phần hôm nay chúng ta học là vị thánh tăng Rohana đã đảm nhận công việc đích thân đi đến tư gia của vị Bà La Môn có tên là Sonuttara, bởi vì gia đình đó là nơi mà thiên tử Mahasena sẽ hạ sanh, và vị ấy phải làm công việc đầu tiên để tạo cái ghiền núi, cái mối nối giữa ngài Nagasena với giáo pháp, Rồi, đó là cái nội dung của bài học ngày hôm nay. Rất là may mắn nó cũng vừa phải với thời gian. Bây giờ phần còn lại, sư mời quý vị có những cái ý kiến gì cho cái cách, thứ nhất là có ý kiến gì cho cái cách mà sư dự tính sẽ sinh hoạt như vậy. Và cũng như nếu như quý vị có những cái câu hỏi thắc mắc gì thì chúng ta có thể nêu lên, chúng ta sẽ giải quyết trong cái phần nội dung của bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy Giá, xin mời. Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Thầy Mài Giá, Nam Mô Thầy Thầy Giá. Dạ con xin kính lãnh lễ sư thanh tâm, xin thông và xin niệm ạ. Dạ con bạch sư, nếu mà sư... Dạ đạo tràng có nghe được Nguyên Như rõ không ạ? Dạ, dạ con bạch sư, con thấy sư đọc như vậy á là rất là hay. Nếu mà mình có cái thời gian, dạ mà mình có thời gian mình đọc thì con nghĩ là đọc chánh tạng ra như vậy á, thì con sẽ lúc mà sư giảng bài thì tụi con sẽ hiểu rõ hơn. Dạ con thấy như vậy rất là hay bạch sư. Trong thời gian này thì con có cái câu hỏi là lúc mà sư đọc đó, là lúc đó là cái vị vua Milanda là đã xuất hiện ở thế gian rồi phải không bạch sư? Rồi sau đó đó lúc mà ngài đi vòng vòng ngài hỏi những cái phía bên ngoại đạo thì không ai giảng, không ai mà trả lời được câu hỏi của ngài. Thành ra lúc đó đó thì lúc đó là cái vị mi tiên, là cái vị tỳ khưu đó là chưa xuất hiện trên thế gian phải không bạch sư? Cái chỗ đó con nghe con hơi thắc mắc chút xíu. Thì bây giờ sư đang nói đến cái chỗ mà cái vị thiên tử đó sắp đầu thai vô. Như vậy là từ cái lúc mà cái vị vua này thắc mắc hỏi đến khi mà cái giai thoại này bắt đầu có mặt đó là phải cách mấy chục năm, tự vì phải đợi cái vị này lớn lên rồi mới trả lời được phải không bạch sư? Dạ con xin dâng mít lại cho sư, con hơi thắc mắc chỗ này ạ. Dạ đúng rồi, tức là cái duyên khởi là đức vua ngài đã có trước rồi. Và chính bởi đức vua ngài có cái tâm cầu học cũng như cái sự chất vấn của ngài đối với
những sa môn bà la môn lúc bây giờ nó làm khó các vị đó không có trả lời nổi. Kể cả các vị tỳ khu đó, thưa quý vị, trong cái thời kỳ đó đồng ý là những bậc vô lậu giải thoát. Nhưng mà chúng ta nên nhớ một điều như thế này, các ngài không phải là không có cái khả năng để mà giải quyết vấn đề. À, không phải có khả, không phải là các ngài không biết gì về pháp, không biết gì về pháp và luật của Đức Thế Tôn. Nhưng mà xét trên cái phương diện một cách chi tiết hơn, chúng ta nên nhớ rằng đồng ý có những vị là những bậc thánh đã thành tựu pháp và thông suốt về pháp và luật. Nhưng mà so về cái mức độ thiện xảo, nhất là trong lĩnh vực của tứ tuệ phân tích, cũng có cái đẳng cấp khác nhau. Đó là vấn đề thứ nhất chúng ta cần phải hiểu. Vấn đề thứ hai rất là quan trọng ở đây, rất là quan trọng ở đây. Cái yếu tố đầu tiên sư chỉ nói là yếu tố phổ thông thôi, một cái nguyên nhân nó không có đáng, nó không có là trọng yếu trong cái trường hợp nhân duyên của vị vua với ngài Nagasena. Một cái nguyên nhân thứ hai đó chính là cái nhân duyên của con người với nhau nữa, thưa quý vị. Có những người á, người ta rất là giỏi, nhưng mà người ta giảng á, hoặc là người ta nói chuyện đến một người khác, người đó người cảm thấy người ta đi không có đi vào tâm, không có sức thuyết phục và không có dễ dàng chấp nhận. À, trong một trường hợp khác, người khác người ta đến nói, người này được xem như là có nhân duyên, cho nên những lời giải thích đã được dễ dàng chấp nhận, dễ dàng đi vào tâm. À, điều này là do cái mối nhân duyên với nhau, thưa quý vị. Mối nhân duyên với nhau. Cho nên vì vậy có những cái trường hợp đó, kể cả bản thân chúng ta cũng vậy mà. Tất cả các vị giảng sư hoặc là tất cả những người Phật tử, ai cũng đều có khả năng đọc được kinh Pali, ai cũng có khả năng có thể hiểu biết và trình bày về pháp. Nhưng mà thưa quý vị, đâu phải vị nào trình bày về pháp tuy đúng đắn nhưng mà cũng làm cho nội tâm của mình dễ dàng khởi lên cái sự chấp nhận và hoan hỷ đâu. Quý vị có để ý cái chuyện này không? Điều này nó do cái yếu tố nhân duyên với nhau, thưa quý vị. Yếu tố nhân duyên với nhau, chúng ta phải có một cái sự liên kết nào đó ở trong quá khứ, cho nên có dễ dàng có sự cảm mến, dễ dàng có sự chấp thuận với nhau. À, vì thế trong thời bây giờ, dù các vị A-la-hán cũng có tứ tuệ phân tích, có thần thông rất là đông, nhưng mà không có làm gì được hết. Thì lúc đó các vị mới quan sát thế gian, thì mới thấy rằng chính cái vị thiên tử đang ở cõi trời Đau Lợi tên là Mahasena, vị này mới đúng là cái người mà đặt vào cái vị trí giải đáp những câu trả lời của Đức Vua. Và trong một khoảng thời gian sau thì đúng là trải qua một một khoảng thời gian là từ lúc vị đó tái sanh cho khi 7 tuổi xuất gia sa di và 20 tuổi thọ cụ túc giới thì cũng 20 năm, cũng 20 năm hơn. Và cuộc gặp gỡ giữa hai vị đó là như vậy đấy, thưa quý vị. Tức là Đức Vua có trước, Đức Vua đã đang ở cõi nhân loại trước. Thật ra nói có trước có sau thì cũng đúng, mà cảnh giới của hai người khác nhau thôi. Người đang ở cõi nhân loại, người đang cảnh giới chư thiên. À, đó là như vậy. Rồi bây giờ sư mời quý vị, sư trả mic lại cho quý vị. Dạ, Nam Mô Bổn Sư. Dạ, con kính thưa quý sư đã giải tỏa các thắc mắc cho Minh Như. Dạ, nếu mà được có một chút xíu con sẽ gửi cái email cho con để sư có thể gửi lại cho con cái bài trước, để cho con có thể gửi lời tới cho mấy em để có thể chuẩn bị trước cho tuần sau đó, bạch sư. Thì cái chuyện đó mình làm sao, bạch sư. Dạ, sa thú, kính thưa quý vị, bây giờ thời gian cũng vừa phải lẻ, con xin kính mời
Xin thay mặt lớp học kính mời sư Nguyên Thông, xin sư có thể lên để chúc phúc cho đạo tràng trước khi con hồi hướng. Dạ, con xin kính dâng bích lại cho sư ạ. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba bhuta nupave na sada soti bhavantu bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhamma nupave na sada soti bhavantu te bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sangha nupave na sada soti và văn tu tê. Tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Xà thú, xà thú, xà thú. Dạ, bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ. Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ, đề qua tà sầm si quý hà ra qua si ni phụ bê kha rê bồ thi kha rê ta hình ta hình. Ta tham ma đa nê na pha quan tu phu chi ta so thân ca ron tê ta vi ha ra mang đa nê. Thế ra cha mắt cha na hoa ca cha phân kha vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca. Ga ma cha đề sa ni ga ma cha y sa đa sắp ba na phu ta su khi ta pha quan tu tê. Cha la bu cha ye bi cha an da sam pa wa